Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Bão Ngầm. Phim Bão Ngầm tập 14, Lão Chư bị bắt có khiến Hùng Nhọ gặp nguy hiểm hay không? Phim Bão Ngầm tập 14, Lão Chư bị bắt khiến cho ông chủ vũ trường nghi ngờ Hùng Nhọ, thiếu tướng Hoạch khen Hải Triều ma mãnh. Phim Bão Ngầm tập 13 tối qua có những tình tiết hết sức hấp dẫn khi giữa thiếu tướng Hoạch và thủ trưởng cơ quan điều tra là ông Nhẫn cãi nhau căng thẳng. Khi ông Nhẫn cho rằng những thông tin về chuyên án đặc biệt này ông ta lại không biết gì, trong khi ông lại nằm trong ban chỉ huy chuyên án. Thiếu tướng Hoạch cho rằng cần có những thông tin phải được giữ bí mật nên đã điều động ông Nhẫn sang quản lý phòng C02 và C03 để C04 lại cho chính thiếu tướng chỉ huy. Nghĩa là ông Nhẫn bị rút khỏi ban chuyên án. Cùng lúc ấy, thượng tá Tuất nhận được cuộc gọi của ai đó về việc hủy cuộc họp đảng bộ ngày mai cũng như những thông tin bất lợi khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Ở một diễn biến khác cho thấy Hùng Nhọ đã khiến Lão Chư tin tưởng hoàn toàn. Hắn để mọi chuyện cho Hùng sắp xếp, đưa hắn về Hà Nội gặp ông chủ vũ trường Huy Đạt để bố trí chỗ ăn ở bí mật và được phục vụ chu đáo. Nhân cơ hội này, Hùng cũng hỏi Huy Đạt về mối quan hệ với Hạ Lan. Huy Đạt lúc này thừa nhận rằng cô nữ sinh học viện cảnh sát này khó ăn quá, chắc là cô ta đã có người yêu. Chuyện lúc trước hắn nói Hạ Lan là bồ chỉ là nổ. Phim Bão Ngầm tập 13 còn hé lộ cảnh Hải Triều đã nói về nỗi nhớ nhung dành cho Hạ Lan trong rạp phim. Có lẽ họ đã chính thức hẹn hò sau giây phút ấy. Phim Bão Ngầm tập 14 tối nay vào lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ cảnh Trường Hồng Hà báo cáo với thiếu tướng Hoạch những đề xuất của Hải Triều. Nó đề xuất là bắt thằng Trư, khi đó nó sẽ danh chính ngôn thuận đầu quân cho thằng Huy Đạt. Từ đây nó sẽ lần tìm ra thằng Toàn. Sau đó thiếu tướng Duyệt lệnh bắt Lão Trư và khen Hải Triều ma mãnh. Trong một diễn biến khác, Huy Đạt đang ngồi ăn với Hùng Nhọ thì nhận được tin Lão Trư bị bắt. Lão Trư bị công an biên phòng xông vào tận phòng bắt, nhưng chỗ ở này của hắn vốn không ai biết trừ Hùng, nên Huy Đạt có vẻ nghi ngờ Hùng. Phim Bão Ngầm tập 14, Lão Chu bị bắt, liệu có khiến danh tính của Hùng Nhọ bị lộ hay không? Chúng ta cùng nhau chờ đón tình tiết thú vị của bộ phim nhé.